Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Chương trình hôm nay 26 tháng 2 năm 2013 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp khẩn cùng các địa phương bàn giải pháp chống hạn khi mà nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thêm một người tử vong trong vụ nổ gây sập nhà nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 24 tháng 2, nâng tổng số người thiệt mạng lên con số 11. Nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch phát triển giao thông của thành phố Hà Nội năm 2013 là không khả thi. Mỹ bắt đầu phiên xét xử vụ tràn dầu trên vịnh Mexico, công ty BP của Anh có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Nổ khinh khí cầu tại Ai Cập làm 19 người thiệt mạng. Tình hình khô hạn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang ngày càng khốc liệt khi trời đã không mưa trong một thời gian dài. Lượng nước các sông hồ ở hai khu vực này đều xuống thấp kỷ lục trong chuỗi quan trắc trong lịch sử. Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trầm trọng. Trước diễn biến này, thì ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương để đưa ra các giải pháp chống hạn hiệu quả. Tại cuộc họp trực tuyến sáng nay, trọng tâm ý kiến của các đại biểu khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đều xoay quanh vấn đề khó khăn của nguồn nước. Mặc dù các địa phương đã tiến hành nhiều biện pháp quyết liệt, nhưng do lượng mưa thấp nên không tránh khỏi nguy cơ thiếu nước trong mùa khô. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc chống hạn là vấn đề hết sức khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các địa phương cần tiếp tục chống hạn thông qua các giải pháp mà Tổng cục Thủy lợi đã đề ra nhằm giảm diện tích mất trắng, áp dụng các chính sách hỗ trợ kịp thời khi hạn hán nghiêm trọng xảy ra. Hiện nay tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa chỉ xảy ra cục bộ, lượng mưa khá nhỏ, nên theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong các tháng mùa khô năm 2013, dòng chảy các sông suối tại đây thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 30 đến 50%. Hàng nghìn hecta lúa, cà phê và cây trồng đang trong cảnh thiếu nước. Nhiều khả năng khô hạn trong năm 2013 có thể lặp lại tương tự như đợt đại hạn vào năm 1998, gây thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng. Là địa phương thường xuyên xảy ra khô hạn, nhưng tại Đắk Nông, mùa khô năm nay đến sớm và kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mi, một trong những huyện có diện tích cây cà phê lớn nhất của tỉnh Đắk Nông. Đây là một trong những công trình thủy lợi tốt nhất tại huyện Đắk Mi. Nhưng 6 tháng nay không có một cơn mưa nào, nên công trình thủy điện này đã tê liệt hoàn toàn. Tình trạng chung của tất cả các công trình thủy lợi tại đây. Với hơn 1.200 hectare cà phê đang lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng, người dân Đắk Mi đang phải xoay đủ mọi cách để tìm nước cho cà phê. Bây giờ khắc phục nước thì chỉ có nhà với tự kêu người vô để khoan rồi đào kìa anh em để bóc đá bóc đồ lên để kiếm nước để mà tưới cho gia đình, phục vụ cho gia đình với mấy anh em xung quanh thôi. Không chỉ có cà phê, mà hàng trăm hecta ngô, lúa cũng đang há miệng chờ nước. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng những ngày gần đây tại huyện Krông Nô, hàng trăm người dân đã tập trung ra sông Krông Nô để đắp đập, chặn dòng, lấy nước tưới cho cây trồng. Thậm chí hợp tác xã Đắk Lao đã phải tổ chức cho người dân ra ngăn sông dẫn nước vào buồng bơm để cứu hơn 100 hecta cây trồng đang bị thiếu nước. Rồi sắp tới là sẽ phải cũng dùng bơm từ các cái sông suối lên các cái kênh mương để đảm bảo diện tích mà bà con đã gieo trồng trong vụ đông xuân vừa qua. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông và các địa phương đã và đang tổ chức bố trí công nhân, cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình nguồn nước để khai thác, vận hành điều tiết hợp lý tại hệ thống đầu mối các công trình thủy lợi. Nhưng những thiệt hại do khô hạn là không thể tránh khỏi. Nếu như nắng hạn mà kéo dài trong vòng một tháng nữa thì không có nguồn nước tưới thì cà phê sẽ một số sẽ bị khô và một số sẽ bị rụng trái. Thì điều đó nếu như không có nước tưới thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất và sản lượng của cà phê. Để đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng cần tích cực tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước một cách tiết kiệm
và tham gia tổ chức nạo vét khai thông dòng chảy cho hệ thống kênh mương nội đồng, tận dụng triệt để nguồn nước sẵn có nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mùa khô hạn năm 2013 sẽ bắt đầu từ tháng 3, tức là sớm hơn một tháng so với cùng kỳ. Đi cùng với đó là nguy cơ nước mặn xâm nhập sâu. Để hạn chế tình trạng này, thì tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các giải pháp chống hạn và chống mặn. Mùa khô năm nay, trên 600 công trình kênh mương nội đồng của toàn tỉnh An Giang cần phải được nạo vét với tổng kinh phí là 320 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình cấp bách, hiện các địa phương chỉ triển khai cải tạo 150 công trình kênh nội đồng ở những khu vực bị cạn kiệt nhất với tổng kinh phí 164 tỷ đồng từ nguồn cấp bù thủy lợi phí. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, hiện nay nước biển đã xâm nhập vào đầu bờ kênh Rạch Giá Long Xuyên, nguy cơ nhiễm mặn là rất cao. Vì vậy, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí xây dựng 15 đập tạm tại khu vực đầu bờ kênh xã Vĩnh Phước, Lương An Trà, huyện Tri Tôn và xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, đồng thời sẽ vận chuyển nước ngọt từ các xã lân cận để cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho nhân dân khi xảy ra xâm nhập mặn. Trong khi đó, thì tại các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng vẫn đang tiếp diễn tại một số khu vực với nhiệt độ phổ biến ở mức 35 đến 36 độ C. Điều này đã khiến cho nhiều khu vực rừng ở trong tình trạng có nguy cơ cháy rất cao. Và để hạn chế những vụ cháy rừng như đã xảy ra tại Gia Lai những ngày vừa qua, thì cùng với các lực lượng chức năng, những người dân sinh sống ở khu vực rừng cũng đang tích cực tham gia bảo vệ rừng. Tại khu vực rừng phòng hộ Môi Sinh Bắc Tháp 10, những ngày này, nỗi lo cháy rừng luôn thường trực đối với đơn vị quản lý. Đó là chưa kể các hoạt động khai thác cũng ẩn chứa nhiều rủi ro như nuôi ong hay khai thác tràm. Số lượng người mưu sinh nhờ rừng tại khu vực này lúc cao điểm cũng lên đến hàng trăm người. Có ý thức mình trong khi đi làm thì nấu nướng gì thì dập lắc lửa xong rồi mới đi làm bảo vệ. Rồi với dân công mình hướng dẫn cho đừng có hút thuốc dục tàn gì kia đó. Nếu mà sự cố xảy ra thì nó thiệt hại là của tất cả trong bà con ở đây, hay là ảnh hưởng nó cũng nhiều mặt lắm. Năm nay giảm ít. Vì thế mà biến những mối nguy hiểm nói trên thành lá chắn bảo vệ rừng đang là việc làm tích cực của đơn vị quản lý rừng nơi đây. Hầu hết những hộ dân vào rừng khai thác đều được đơn vị quản lý rừng vận động ký cam kết phòng cháy chữa cháy, cùng chia sẻ lợi ích từ rừng. Những hộ dân ở đây cảm thấy trách nhiệm bảo vệ rừng của mình cũng được nâng cao. Vì thế mà sự tham gia của các hộ dân được đánh giá là rất tích cực. Bởi vậy rừng có rừng chạm ở đây rằng cho dân người ta bán, rằng mình mua, rằng mình làm. Chứ nếu mình không bảo vệ thì nói chung cũng không có chạm để mình mua mình làm. Đó là quyền lợi của mình. Ở đây nói chung anh em rằng có chỉ lấy điện thoại với nhau, nó với nhau chứ à. Có diện cái điện thoại hô lên cái là anh em tập trung lại hết. Khu vực rừng phòng hộ Môi Sinh Bắc Tháp 10 rộng khoảng 1.000 ha, song chỉ có 6 nhân viên của Hạt Kiểm Lâm Liên huyện Tháp 10, Cao Lãnh phụ trách. Tuy nhiên, với sự chia sẻ trách nhiệm của người dân vào khai thác rừng, mà từ năm 2012 đến nay, khu vực này không xảy ra trường hợp cháy rừng nào. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết đang vào cao điểm mùa khô, nắng nóng là điều kiện khiến cháy rừng rất dễ xảy ra. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp, các khu vực rừng đều ở cấp nguy hiểm. Đi cùng với đó là trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng cũng như ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, kịp thời đối phó với những tình huống bất thường về bão lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bổ sung cho các dự án tu bổ đê điều thường xuyên trong năm 2013 khoản kinh phí 119,5 tỷ đồng để các địa phương hoàn thành dự án trước mùa mưa bão năm nay. Theo kế hoạch năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, lựa chọn những hạng mục cấp bách, xung yếu và đã phê duyệt dự án tu bổ đê điều thường xuyên cho 18 tỉnh thành phố có đê từ Hà Tĩnh trở ra và 7 tỉnh thành phố ven biển miền Trung với tổng kinh phí 219,5 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ bố trí được 100 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến 2012, Trung ương đã bố trí 980 tỷ đồng để tu bổ đê điều thường xuyên, trong đó năm 2011 và 2012 là 200 tỷ đồng. Kinh phí tuy không lớn, chỉ bằng gần 50% nhu cầu theo đề nghị của địa phương, nhưng đã từng bước xóa bỏ các trọng điểm chống lụt bão xung yếu, hạn chế các sự cố về đê điều, tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống đê. Hôm nay là ngày thứ ba sau vụ nổ kinh hoàng tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chiều thì công tác thu dọn đống đổ nát và khắc phục những hậu quả vẫn tiếp tục được tiến hành. Tuy nhiên theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, ông Hồ Sĩ Cường, 81 tuổi, nạn nhân trong vụ nổ đã tử vong, nâng số người thiệt mạng lên con số 11.
Tại hiện trường vụ nổ trong chiều nay, toàn bộ con hẻm 384 vẫn tiếp tục được các cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác dọn dẹp điều tra. Tuy đã là ngày thứ 3 xảy ra vụ việc, nhưng nhiều người hiếu kỳ từ nhiều nơi vẫn tập trung quanh khu vực này để xem và tìm hiểu, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cuộc sống của người dân xung quanh con hẻm sau 2 ngày xáo trộn đến hôm nay đã dần trở lại bình thường. Liên quan đến các bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện, ngày hôm nay, ông Hồ Sĩ Cường, một trong 3 người được cứu sau vụ nổ đã tử vong sau nhiều nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ bệnh viện 115. Ngày mai 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường 8, quận 3 sẽ có buổi họp sơ kết xung quanh vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này. Trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ nổ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nội dung được đề cập đến tại buổi họp báo về tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2013 được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Các số liệu công bố tại cuộc họp báo còn cho thấy, mặc dù tai nạn lao động liên tục tăng lên, tuy nhiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lại dường như không thể nắm thông tin, chứ chưa nói gì đến xử lý. Trong 552 vụ tai nạn chết người, bộ này mới chỉ nhận được biên bản điều tra của 149 vụ việc. Theo đó, chỉ có 2 trường hợp người sử dụng lao động bị truy tố do vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Bao gồm vụ tai nạn sập cốt pha xảy ra cuối năm 2012, khiến 2 người chết tại công trường Nam Đô do công ty cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư, và vụ tai nạn do điện giật khiến 2 người chết tại Đồng Tháp vào tháng 3 năm 2012. Như vậy, các doanh nghiệp không chỉ trốn báo cáo về tai nạn lao động, mà việc điều tra, xử lý cũng không báo cáo. Trong năm 2012, cả nước xảy ra 6.700 vụ, khiến gần 7.000 người bị nạn, tăng đáng kể so với năm ngoái. Liên quan đến vụ nổ khiến 10 người chết tại thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an khẳng định chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Việc đó chịu trách nhiệm đến đâu thì vẫn phải xem xét kỹ. Đấy, trước đó thì cái việc mà cái gia đình này chứa các chất nổ vũ khí thì chính quyền có biết hay không? Nếu biết làm ngơ thì trách nhiệm cũng là trách nhiệm rất nặng. Đấy. Còn nếu không biết thì cũng thể cũng có trách nhiệm ở mức độ. Tổng cục Cảnh sát Hành chính về Trật tự xã hội cũng thừa nhận việc quản lý vật liệu nổ hiện nay còn sơ hở, cho nên rất nhiều trường hợp vi phạm. Trong khi đó, bên cạnh một số lượng lớn còn tồn đọng trong chiến tranh, thì việc quản lý những vật liệu này từ Lào, Campuchia và Việt Nam cũng rất khó khăn. Sau vụ nổ nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công điện yêu cầu các sở ngành thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ. Đây là vật liệu nguy hiểm và bắt buộc có sự quản lý của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn rất nhiều bất cập. Ngoài lực lượng phòng cháy chữa cháy thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm chỉ thị quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó thì các đơn vị này cần ra soát, kiểm tra, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân về quản lý sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn. Công an thành phố phối hợp với các sở ngành báo cáo kết quả thực hiện vào trung tuần tháng 3 năm 2013. Cũng trong ngày hôm nay thì Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội bắt đầu phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nắm bắt tình hình kho chứa vật liệu nổ và sản xuất khói lửa duy nhất ở khu vực phía Bắc đặt tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Kho vật liệu này thì đã có từ hàng chục năm nay, tuy nhiên chưa được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra về an toàn cháy nổ và chỉ khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta mới giật mình nhớ đến nó. Tiếp tục chương trình với các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. Dự thảo này trước đó đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận và các cấp quản lý của chính ngành nông nghiệp. Dự thảo nghị định gồm 6 chương và 50 điều với các nội dung chính như quy định về mức tiền phạt đối với các cá nhân, tổ chức thả rông chó mèo, nuôi gà lợn trong nội thành, nội thị, mức xử phạt với các cá nhân, tổ chức sử dụng thức ăn chăn nuôi trái quy định. Việc lấy ý kiến và sớm hoàn thiện nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi được các đại biểu tại hội thảo nhận định là việc làm hết sức cần thiết, góp phần tích cực cho công tác quản lý đối với lĩnh vực này theo đúng định hướng phát triển của ngành chăn nuôi và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật thời kỳ mới. Đối với quy định xử phạt hành chính đối với hành vi nuôi gà lợn trong nội thành, nội thị hiện đang gây nhiều tranh cãi, các đại biểu cũng thảo luận làm rõ thế nào là nội thành, nội thị và các vùng giáp ranh để linh động hơn trong việc xử phạt. Nhiều ý kiến cho rằng có những vùng thị xã, thị trấn mật độ dân cư thưa thớt, môi trường thông thoáng thì vẫn có thể cho chăn nuôi nhưng cần đảm bảo các điều kiện về môi trường và kiểm soát được dịch bệnh. Dự kiến nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm nay.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều trị cho hai bệnh nhân có triệu chứng bệnh giống như là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân, sau hơn 6 tháng không phát hiện trường hợp mắc mới. Đây là căn bệnh đã từng hoành hành tại huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi vào năm ngoái, khiến hàng chục người tử vong và cho đến thời điểm này thì vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Hai bệnh nhân là ông Đinh Văn Hoàn, 63 tuổi và vợ là bà Đinh Thị Lơ, 58 tuổi, trú tại thôn Cà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, nhập viện vào ngày 19 tháng 2 với tình trạng tay chân đau nhức, xung quanh tay chân dày sừng, có rìa tím, mệt mỏi, kém ăn. Theo các bác sĩ, đây là những thương tổn đặc trưng của hội chứng dày sừng bàn tay bàn chân. Sau khi bệnh nhân nhập viện, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã tiến hành các xét nghiệm lâm sàng và hội chẩn toàn bệnh viện về hai trường hợp này. Kết quả hội chẩn đây là chỉ là nói là đây là hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân giống như là ở Ba Tơ. Theo đúng vấn đề lâm sàng và các lâm sàng cho thấy như vậy. Đến tận thời điểm này thì vấn đề xác định nguyên nhân gây bệnh thì cũng chưa xác định được. Và chúng tôi chỉ có vấn đề điều trị theo cái phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế. Kể từ khi bệnh nhân đầu tiên bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân được phát hiện tại huyện Ba Tơ vào tháng 4 năm 2011, đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã có 216 trường hợp mắc bệnh, trong đó 13 trường hợp tử vong do hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân. Trong năm 2013, những địa phương chưa xây dựng được bản đồ bom mìn cần triển khai nhiều biện pháp hơn để rà soát toàn bộ các khu vực chưa an toàn. Đây là nội dung chính được đề cập trong cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh diễn ra ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, song hậu quả chiến tranh để lại còn hết sức nặng nề cho tới ngày nay. Trong những năm qua, chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và hàng năm chi hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Do vậy, trong những năm qua, công tác khắc phục hậu quả của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các địa bàn trọng điểm cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hơn nữa để công tác này đạt hiệu quả. Theo điều tra, ở nước ta hiện còn khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, nằm trên diện tích khoảng 6,6 triệu ha, trung bình mỗi năm có hơn 1.000 người thương vong do bom mìn còn sót lại. Tính đến tháng 12 năm 2012, Ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đã thực hiện hoàn thành dự án điều tra, lập bản đồ bom mìn toàn quốc tại 49 trên 63 tỉnh thành. Trong năm tới sẽ hoàn tất bản đồ này và xây dựng các dự án giả phá bom mìn, tổ chức 4 lớp tập huấn về quản lý, điều hành hoạt động giả phá bom mìn. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh, những kỳ vọng của người dân về giao thông thủ đô trong năm 2013 đều là những mong muốn hết sức chính đáng và sát sườn với cuộc sống hàng ngày của họ. Tuy nhiên, những mong muốn đó liệu có được đáp ứng hay không khi mà bản kế hoạch phát triển giao thông của thành phố ngay từ đầu đã bộc lộ sự thiếu khả thi và thiếu những bước đi dài hơi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với một gia đình sống bên tuyến đường thuộc Vành Đai 2 mà cách đây gần một năm chúng tôi đã có dịp giới thiệu về những hệ lụy mà họ đang phải trực tiếp đối mặt khi tuyến đường trọng yếu giúp giải quyết vấn đề ùn tắc của thành phố cứ mãi dậm chân tại chỗ. Trở lại gia đình ông Phạm Văn Thành, sống tại Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, sau gần một năm. Mọi thứ vẫn như cũ. Gia đình gồm 9 thành viên của ông vẫn phải chật vật sống trong ngôi nhà nhỏ, chỉ khoảng 30m². Trần móng không đủ sức chống chịu với thời gian, khiến nước đã thấm vào chân tường, dù trong những ngày hanh hào. Đã nhiều năm nay, mọi dự định cơi nới hay xây lại đều phải án binh bất động. Chỉ bởi nhà ông Thành thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án mở rộng tuyến đường Vành Đai 2 đoạn ngã tư Sở, ngã tư Vọng của thành phố. Năm 2013 này không biết có được giải phóng mặt bằng này không. Đấy. Thế nếu mà được giải phóng thì chúng tôi yên tâm là có cái hướng của chúng tôi sửa chữa, hay không mở đường mà không cải tạo được nữa thì chúng tôi có cái hướng để chúng tôi thôi thì cũng phải sửa chữa một tí để ở. Chứ không hàng ngày thế này thì báo cáo các chị là rất là khổ tâm, là hàng ngày là nước công nó thấm vào trong nhà. Đi không được, ở cũng không xong, là tình trạng chung mà hàng ngàn hộ dân nằm trong địa giới quy hoạch Vành Đai 2 phải chịu trong hơn chục năm nay. Đời sống người dân gặp khó khăn, giao thông thì ùn tắc, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho thủ đô mỗi năm. Ấy vậy mà, trong kế hoạch phát triển giao thông năm 2013 của thành phố Hà Nội, Vành Đai 2 được nhắc đến trong vỏn vẹn hai dòng văn bản. Thay vào đó là một danh sách khá dài khác mà đa phần là các dự án nhỏ lẻ.
Có thể nhìn nhận chung thì thấy rằng cái kế hoạch năm 2013 chúng ta vẫn tiếp tục chú trọng vào các giải pháp để giải quyết các cái ùn tắc giao thông cục bộ. Nếu như bây giờ chúng ta giải quyết được cái ùn tắc cục bộ ở một số điểm thì trước mắt nhân dân thấy có một cái sáng sủa hơn. Nhưng trong vòng vài ba năm tới nữa thì chúng ta sẽ thấy lại tạo cái khó khăn tiếp tục. Bản kế hoạch năm 2013 về giao thông Hà Nội còn thiếu đi những giải pháp rất căn bản trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đó là nguồn vốn. Và 1.600 tỷ đồng được rót từ ngân sách thành phố năm 2013 được cho là không đủ để xây dựng một danh sách liệt kê khá dài về cơ sở hạ tầng trên. Chúng ta không thể trông chờ hoàn toàn vào ngân sách được, bởi vì ngân sách hiện nay đang phải giải quyết rất nhiều những vấn đề. Vậy thì chúng ta phải có một cơ chế thích hợp, tức là tạo nguồn kinh phí hợp lý, xã hội hóa, nhưng phải tạo quyền lợi cho người dân thì chúng ta mới huy động được cái nguồn kinh phí này. Thì tôi cho đấy là vấn đề chưa rõ cái giải pháp trong những cái vấn đề đặt ra của cái giao thông Hà Nội hiện nay. Thiếu cơ chế thu hút vốn là nguyên nhân thất bại của nhiều dự án trong nhiều năm qua. Đó là dự án xây dựng 34 bãi trông giữ xe, dự án quốc lộ 32. Và việc chậm tiến độ, ùn tắc và tai nạn vẫn xảy ra là kết cục hiển nhiên. Có thể nói, thay vì tập trung nguồn vốn ít ỏi vào các dự án trọng điểm có khả năng giải quyết cơ bản ùn tắc, thì Hà Nội đang làm ngược lại. Một kế hoạch thiếu tính khả thi, dàn trải với những dự án tạm thời, ngắn hạn, khiến nhiều người quan ngại những kỳ vọng của họ về giao thông thành phố 2013 khó có thể đáp ứng. Đánh giá sự thành công của người đứng đầu thành phố, một cơ quan hay một tổ chức sẽ phụ thuộc vào những kết quả mà ông ta đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ của mình. Đối với giao thông Hà Nội cũng vậy. Tuy nhiên, việc chạy theo những thành công trước mắt, những kết quả tạm thời mà quên đi những kế hoạch dài hơi đã gây ra những khó khăn cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Và người dân là người phải chịu hậu quả cuối cùng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ bắt đầu phiên xét xử vụ tràn dầu trên vịnh Mexico. Công ty BP của Anh có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Nổ khinh khí cầu tại Ai Cập khiến 19 người thiệt mạng. Phiên tòa được mong đợi nhất trên toàn nước Mỹ, xét xử vụ tràn dầu ngoài khơi lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu vào ngày hôm qua theo giờ địa phương tại New Orleans. Rất có thể hãng dầu khí Anh BP sẽ tiếp tục đối mặt với mức án phạt và bồi thường lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tham dự có đại diện các bang, các doanh nghiệp cá nhân liên quan tới vụ sập giàn khoan năm 2010. Phiên xét xử lần này được một thẩm phán liên bang nghe mà không có bồi thẩm đoàn. Thực tế, 3 năm qua, BP đã giải quyết hàng ngàn vụ kiện ngoài tòa án, trong đó có một vụ dàn xếp bồi thường 4,5 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, và 7,8 tỷ đô la Mỹ dàn xếp với các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ tràn dầu. Đại diện bên nguyên là chính phủ Mỹ, luật sư Mike Underhill khẳng định trước thẩm phán Khan Papier rằng sẽ đưa ra bằng chứng về những sai phạm có tính hệ thống của hãng BP. Lãnh đạo hãng BP phải thấy rằng những sai lầm của mình là vi phạm pháp luật, cầu thả gây tổn hại lớn. Jim Roy, một luật sư khác của bên nguyên, cũng cáo buộc công tác đảm bảo an toàn khai thác dầu khí tại Transocean hết sức lỏng lẻo. Vì luật sư này nhấn mạnh lợi nhuận và sản lượng được các giám đốc điều hành của Transocean và BP đặt lên hàng đầu, thay vì chú trọng tới vấn đề an toàn kỹ thuật. Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của BP tại vịnh Mexico hồi năm 2010 đã khiến 11 người thiệt mạng, 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển và làm ô nhiễm các bãi biển thuộc 5 bang duyên hải bờ đông nước Mỹ, trong đó có bang Louisiana và Mississippi của Mỹ, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Diện tích dầu loang quá lớn đe dọa nghiêm trọng môi trường sống của các loài sinh vật biển và toàn bộ hệ sinh thái ngập mặn của hai bang dọc vịnh Mexico của Mỹ. Trong khi người dân thuộc khu vực miền Trung nước Mỹ đang phải tìm cách khắc phục hậu quả của một cơn bão mùa đông vào tuần trước, thì vào ngày hôm qua, một cơn bão lớn kèm theo gió mạnh và tuyết rơi dày lại quét qua vùng đồng bằng miền Nam của nước này, khiến giao thông đình trệ và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Cơn bão tuyết lớn đổ bộ vào ngày hôm qua đã khiến giao thông tại những con đường cao tốc ở tiểu bang Texas và Oklahoma cùng nhiều khu vực của tiểu bang Kansas bị đình trệ. Các lực lượng quân sự đã được huy động sẵn sàng để hỗ trợ người dân gặp nạn trong trường hợp khẩn cấp.
Thống đốc bang Kansas đã kêu gọi người dân dừng các chuyến đi thuộc khu vực nằm trên đường đi của bão. Trong khi đó, nhiều trường học và cơ quan nhà nước ở miền Trung và Tây Kansas cũng bị đóng cửa. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, lượng tuyết rơi tích tụ chỉ trong một ngày qua tại thành phố Amarillo đã vượt lên mức kỷ lục 45cm, thiết lập năm 1934. Gió thổi với tốc độ 120 km/h cũng khiến các sân bay ở Amarillo và Lubbock cùng nhiều con đường nối giữa các thành phố phải ngừng hoạt động, hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn. Oklahoma là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 56 trong số 77 hạt thuộc bang này. Gió và bão tuyết cũng là nguyên nhân khiến nhiều lái xe bị mắc kẹt ở phía tây nước Mỹ vào ngày hôm qua. Dông bão kèm theo tuyết lớn dự báo sẽ tiếp tục đổ xuống vùng tây bắc Arkansas. Lốc xoáy cũng có thể xảy ra ở miền nam Arkansas, Louisiana và miền tây Mississippi. Theo người phát ngôn của công ty khai thác các chuyến bay khinh khí cầu Ai Cập, một quả khinh khí cầu của công ty này đã phát nổ và rơi ở gần thị trấn Luxor vào ngày hôm nay, khiến 19 du khách thiệt mạng, trong đó có nhiều người châu Á. Vụ tai nạn xảy ra ở thành phố cổ Luxor của Ai Cập trong một chuyến bay lúc bình minh. Được biết, khinh khí cầu chở 21 người đang bay ở độ cao 300 mét thì đột ngột bắt lửa và bốc cháy. Một nhân viên của công ty điều hành khinh khí cầu cho hay, chỉ có Hoa Tiêu và một khách du lịch may mắn thoát chết khi nhảy ra khỏi giỏ ngồi trước khi khinh khí cầu lao xuống mặt đất. Cả hai hiện đang được chữa trị trong bệnh viện. Các quan chức y tế ở Luxor cho biết, 19 nạn nhân thiệt mạng gồm 9 người đến từ Hồng Kông, 4 người từ Nhật, 2 người từ Anh và 2 người từ Pháp. Hai người còn lại chưa rõ quốc tịch. Luxor là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Ai Cập, với những di tích khảo cổ và các thung lũng, đền chùa lớn. Năm 2009, 13 khách du lịch ở Luxor cũng bị thương khi một khinh khí cầu đâm vào cột điện thoại và rơi xuống. Tiếp sau đây là một số tin vắn quốc tế khác đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Cảnh sát Thái Lan cho biết đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong một vụ nổ lựu đạn tại quận Nadon thuộc tỉnh Mahasarakham, miền đông bắc nước này, khi một ban nhạc nổi tiếng đang biểu diễn chào mừng một lễ hội tôn giáo. Theo cảnh sát, một đối tượng nam giới mang theo vật tình nghi đã bỏ chạy từ đám đông khán giả, và khi cảnh sát tiếp cận, họ phát hiện đối tượng này đang cầm trên tay một quả lựu đạn M67 đã tháo chốt an toàn. Đối tượng này làm rơi lựu đạn phát nổ. Theo điều tra sơ bộ, vụ việc có thể liên quan đến tranh chấp đang diễn ra giữa các băng nhóm địa phương. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hai tàu cá của nước này đã bị lật sau khi va chạm với một tàu hàng từ Đài Loan, Trung Quốc, khiến một ngư dân thiệt mạng và một người mất tích. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng qua theo giờ địa phương trên vịnh Osaka phía tây Nhật Bản. Trên hai tàu cá Nhật Bản có 4 ngư dân và họ đều bị rơi xuống nước khi xảy ra va chạm, nhưng lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 3 người. Tuy nhiên, một người trong số này đã tử vong sau đó. Lực lượng bảo vệ bờ biển đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Trong thông báo trên website chính thức của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Anh, 4 loại thuốc của Trung Quốc chứa hàm lượng thủy ngân và chì cao có thể gây nguy hiểm, bao gồm thuốc giảm khó chịu trong thời gian kinh nguyệt, giảm viêm khớp và nhức đầu, cải thiện thị lực ở người trưởng thành. Mặc dù những loại thuốc này không được phép lưu hành tại Anh, nhưng có thể được mua qua mạng hoặc mang về nước bởi những người du lịch đến Hồng Kông, nơi chúng đang bị thu hồi. Hàm lượng thủy ngân và chì này gây đau bụng, rối loạn huyết áp, sảy thai, tổn thương thận và não. Phòng chống bệnh sốt rét vẫn là một trong những thách thức lớn đối với các quốc gia châu Phi, trong đó có Kenya, một điểm nóng về sốt rét của thế giới, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh sốt rét và mang lại một nguồn thu nhập cho người dân. Trong suốt thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học tại Trung tâm Quốc tế về Sinh lý Sinh thái học côn trùng Kenya đã kết hợp với nông dân địa phương sản xuất thành công một loại thuốc đuổi muỗi từ cây húng quế. Tại Trung tâm Quốc tế về Sinh lý, Sinh thái học côn trùng, chuyên gia nghiên cứu James Liger đang kiểm tra chất lượng của lô sản phẩm nến và thuốc bôi đuổi muỗi Natarum được làm từ cây húng quế. Loại cây vẫn được người dân Kenya sử dụng để chống muỗi đốt, cũng như điều trị cảm lạnh và ho. Đây là những loại thuốc mà họ đã phối hợp với những người nông dân ở miền Tây Kenya, sản xuất từ năm 2002. Bạn chỉ cần đặt cái nến trong phòng và đốt khoảng 10 phút, sau đó tắt nó đi. Như vậy, khói sẽ tồn tại trong căn phòng 6 giờ đồng hồ. Đó là thời gian cây nến và làn khói đuổi muỗi trước khi bạn mắc màn đi ngủ. Ở Kalamega, nơi có điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển của ký sinh trùng sốt rét, những người nông dân được khuyến khích trồng cây húng quế thay vì hái từ các khu rừng nhiệt đới ở gần đó để sử dụng trong nước. Không chỉ giúp ngăn chặn bệnh sốt rét và bảo tồn rừng nhiệt đới, hoạt động này còn tạo thêm thu nhập cho người nông dân địa phương. Cứ 10 kg lá, họ lại được $1.
Trong 10 năm qua, dự án hấp dẫn này đã thu hút được sự tham gia của khoảng 100 nông dân. Tính đến nay, họ đã sản xuất được ít nhất 700 kg tinh dầu. Các sản phẩm chống muỗi đốt của họ hiện đang được bày bán phổ biến trong các cửa hàng địa phương và giới thiệu rộng hơn đến những khu vực còn lại của đất nước Kenya. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.